Rồi, hôm nay ăn quả sầu riêng. Ăn không? Rất là thơm. Sầu riêng này là tại Lâm Đồng. 3 kg 1, quả này 3 kg 1. Thơm không? Số đúng không? Thơm không? Cười. Chào tất cả mọi người nha. Hai xin mời mọi người ăn thực quả sầu riêng này xem có ăn được không đây. Nhiều bạn được không? Không được. Ngon không? Bổ sầu riêng rất là dễ mọi người ạ. Có nhiều người thắc mắc bằng cái bổ sầu riêng này. Mọi người để ý ở những cái phần nếp của nó này. Nó có cái đường nứt mờ mờ này. Chúng ta chỉ cần tách cái đường nứt mờ này ra thôi là nó rất là dễ luôn. Đó, tách cái đường nứt mờ là nó ra ngay này. Ăn không? Ăn không? Có nắng không? Dạ có. Nghe ăn không? Dạ có. Kẹo cho bỏ vào chứ. Đó, mình chỉ cần tách cái phần bổ rất là dễ luôn. Cái phần này nè, cái đường mờ mờ ấy này. Đó, chúng ta lấy mũi dao chúng ta chích nhẹ vào thôi. Đó. Đó. Ôi, chào ngon này. Wow. Ngon không? Ngon. Chị ơi. Ôi trời ơi. Ở đây. Đi ơi. Đi ơi. Thơm không? Thử miếng đi. Thử miếng mà ngon không? Ăn đi. Cầm lên cho con đàng hoàng. Nào mọi người ơi. Sầu riêng này. Quả này mới chín đụng hôm qua. Quả này mới đụng hôm qua nó vẫn chín tới thôi, chứ không phải là chín chín quá, vừa chín tới. Thử ăn cho ngon không? Em ăn đi nè. Để nó đi rồi em ăn đi nè. Thơm quá. Con ăn không không? Lúa cho con không? Ngon không? Này nó đi ăn miếng nè. Ăn. Không á. Đây mọi người nhìn vàng đẹp không? Mời tất cả mọi người nhé. Thơm quá. Là lúc bố đút cho miếng hả con? Ngon không? Ngon không? Ngọt. Đi cái bài, đi cái bài. Đưa bà, đưa bà. Đưa bà, đưa mẹ. Mẹ mẹ ăn đi nè. Ngon. Ngon. Chưa chín lắm nhỉ? Vừa. Đấy, ngày mai ăn ngon không? Vừa. Mới đụng á. Vừa hả? Mới đụng rồi tối nên là nó chưa được mềm lắm. Ngon không? Ngon quá. Ngon quá. Hầu như này là đi 6 rồi. Hóa đi 6. Nhưng mà quả này mới đụng vào tối nó chưa được chín lắm. Lấy quả đi chứ. Chín tới đâu. Không thấy chưa chín. Lấy chiếc quả ra một chút à. Sầu riêng di sáo này, sầu riêng thái này, sầu riêng bình thường. Sầu riêng bình thường là sầu riêng hạt mà người ta trồng bình thường á. Chín 10 những món đi. Còn sầu riêng thái này mắc lắm. Vậy. Làm cái tương nữa. Đưa cho bà, con đưa bà kìa. Quả này nhiều không? Quả này nhiều không?
Ngon. Sao con thấy nó tự tí lắm vậy? Hả? Sao mùi mèo á? Tại mình mới rụng, nó mới rụng, rụng cho khoảng 1-2 ngày để ăn ngon. Thì nó mới ăn chua, mà mới rụng này nó cũng chưa ngon. Ngon này. Ăn đồ bao nhiêu đâu? Nước ngoài có không nhiêu? Có. Cái tàu cái đám nhiêu đường đây thì đúng rồi, bị thái mà. Thái thì châu Ải mới gọi á. Trong đây thì còn nữa mà còn. Hai bên là hai miếng đồ đâu đó. Này hết rồi. Châu Ải như món quẩy có chứ, sầu riêng Thái rồi các kiểu đó, nước Thái chắc nhiều nước đó. Hôm nay ăn quả sầu riêng đến đầu mùa rồi ạ. Quả này quả đầu tiên trong năm nay ăn. Quả này thì nó mới rụng nên là nó chưa được mềm lắm, mà để thêm ngày mai ăn thì nó ngon hơn. Rồi, chào tất cả mọi người nhé, hẹn mọi người gặp những video tiếp theo nha.